tiền buổi sáng. Gió rất là mạnh nha, hôm nay gió rất là mạnh, trời trong xanh rất là mạnh, biển động nhẹ. Giờ này khách du lịch chưa có tắm nhiều nha, bắt đầu mới có mới xuống biển là phải. Đang làm khu lấn biển giống như là thành phố Rạch Giá. Đang cải thiện rất là nhiều đó. Sáng sớm trên kia là núi đèn. Sóng mạnh quá, biển sáng sớm mình sóng quá to luôn. Khu du lịch đồi Nai Vàng một khu bãi tắm của vùng biển Hà Tiên. Vùng biển cũng rất là rộng nha, sáng sớm gió rất là mạnh, chưa có cách du lịch tắm nhiều. Em đang ngồi chuẩn bị muốn tắm đây. Sao chưa tắm nữa? Thấy tắm không? Dạ. Trời ơi. Bữa nào ra mũi ra bãi này lần nào chưa? Chưa. Mới ra hả? Mới ra lần đầu tiên luôn nè. À. Đó đang làm thêm cái khu lấn biển đó nè. Bởi vì nó cắm mấy cái vô khu bên đó đang sửa chữa đó. Cái chỗ này là ngầm qua mình đi ngang không nước. Rồi, hôm qua mình vòng vô đây để biết chỗ nè. Con chân luôn quá trời luôn. Bởi vậy ở đây kinh phí nó chưa có nên nó đâu có làm đường đâu. Kinh phí là tầm chỉ với sao? Thu phí chỉ có mấy thằng thu phí nó khoái thôi. Còn đủ mấy người dân đi tao ghét lắm. Phải nhưng của rồi không biết nhiêu nãy nó trả hàng ngàn thì nó trả em. Hey. Yeah.
tay.